nơi mà Nhung sẽ chia sẻ những bài tập về giảm cân và đời sống hàng ngày. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập 30 phút. Chúng ta sẽ được tập từ khởi động nè, làm nóng người nè, eo, bụng và mông đùi các bạn nhé. Lần này chúng ta sẽ cùng tập bài tập với lại chị Thanh Ngọc và sự hướng dẫn của Nhung. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Nhung Độ để ủng hộ cho Nhung ra nhiều bài tập hay hơn nữa nhé. Link mua đồ tập Nhung sẽ để bên dưới phần bình luận này. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu và thực hiện bài tập nhé. Trước, sau, trái, phải. Trước, sau, trái, phải. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, ngược lại đi. 1, 2, 3, 4, 5, tay chống hông xoay tròn eo từ phải qua trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay ngược. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gập lưng vuông góc 2 nhịp, thở. Thở, võng lưng ra sau, hít, hít, thở, thở, hít, hít, thở, thở, hít, hít, thở, thở, hít, hít, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, đi, gập xuống giữ. Khi mình xuống, mình nhìn về trước nha, nhìn thẳng. Rồi, từ từ cho hai tay xen giữa hai chân nhấp sâu. Đan tay lại, 1, xen giữa hai chân, đẩy tay ra phía sau rồi, 2, 2, ép sâu xuống nào mọi người, 3, nhớ căng ra, 4, 5, 6, 7, 8, giữ lại. Chúng ta từ từ, ở động tác này các bạn không vội. Từ từ gối trùng, chúng ta sẽ cuộn từ nốt sóng 1 lên. Chậm rãi, vai, cổ, đầu, chân. Sau khi chúng ta đã khởi động, bây giờ các bạn chuẩn bị bước vào phần làm nóng người nha. Bây giờ chúng ta sẽ đá từng chân lên phía trước để làm nóng người các bạn nha. Lên, trái, đỡ lên, phải, trái, phải, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi thở. Hai tay của mình sẽ đan trước ngực, thẳng tay, đan tay trước ngực, thẳng tay. Nâng chân trái ra sau, căng tay qua đầu, thở ra, ngã vai, trở về, đổi bên. Trở về, bắt đầu. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2. Thở, hít, thở, hít, ngã vai nè. Thở nâng mông, ngã vai ra sau. Cố gắng lên, thở hít sâu. Cố gắng lên, thở, hít. Bên trái giữ, nhấp, căng. Giữ thăng bằng, từ từ vai ngã căng cơ. Đổi bên,
bắt đầu giữ 1, 2, 3, 4, cao lên, thở, hít sâu và thở. Rồi tiếp tục, hai tay các bạn đặt ra sau gáy, mở khuỷu tay sang hai bên, chân bên trái mình tách và kiện gót lên. Động tác này chúng ta vừa làm nóng người vừa tập được cho vùng đùi và eo các bạn nha. Nâng chân trái lên sang ngang, thở và hạ vai xuống. Lên thở và hạ vai xuống. Bắt đầu. 1 2 xuống hít sâu. 3 2 4 2 5 2 6 tiếp tục. 7 thở ra. 8 2 9 đi. Tiếp tục lên. Lên. Thở hít sâu. Thở hít. 5 2 6 2 7 2 8 2 9 hay thôi, hít thở. Chúng ta chuẩn bị đổi bên tương tự mọi người nha. Các bạn hít sâu và thở mạnh trong lúc tập, chúng ta không nín thở nha mọi người. Bắt đầu. 1 lên, 2 lên, 3 lên, 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2. Tiếp tục thở hít sâu, thở hít. Thở hít sâu, thở hít. 5 lên, 6 lên, 7 lên, 8 lên, 9 lên. Thở hít thở. Các bạn hít sâu và thở mạnh. Chúng ta chuẩn bị chuyển qua bài tập cho vùng eo các bạn nhé. Chúng ta qua bài ép đứng các bạn nha. Rồi hai tay đang thẳng qua đầu, các bạn sẽ nghiêng eo qua bên trái 2 nhịp, 1 2 giữ đó. Nhịp 3, 4 chúng ta xoay ra phía sau, hạ thấp vai để tập luôn cả eo sau và căng cơ liên phường bên phải. Sau đó các bạn trở về. Xuống 2 nhịp nè, 1, 2 và xoay ra sau. Cố gắng giữ thân dưới cố định giúp Nhung nhé. Và trở về, bắt đầu tập. 1, 2, 3, 4, lên. 2, 2, 3, 4, lên. 3, 2, 3, xuống các bạn thở và lên hít. 4, 2, 3, 4 và lên. 5, 2, nghiêng xuống chúng ta thở và lên hít. 6, 2, xoay, xoay, lên. 7, 2, xoay, xoay, lên. 8, 2, xoay, xoay, lên. 9, 2, xoay, xoay tiếp luôn. 10, đi, tiếp. Tục thêm 5 lần. 1, 2, xoay, cố lên nào. 2, 2, xoay, cố gắng lên. 3, 2, xoay, tiếp tục luôn. 4, 2, xoay, lần cuối cùng. 5, xoay ra sau giữ tay lại. Mắt nhìn tay trái, hạ vai trái. Tay phải ở trên các bạn để sát vào đầu. Hạ thấp vai bên trái, nhấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn giữ. Giữ lại, chúng ta lưu ý động tác này là các bạn xoay cái eo của mình, chứ không phải là mình ngã ngược ra phía sau. Mọi người lưu ý giúp Nhung. Xoay eo bên trái, khuỵu gối chân bên trái, khiển gót, hạ thấp vai hơn nữa, úp ngực trái lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, hít thở. Động tác này rất là vào eo của chúng ta ở hai bên và cả eo sau nữa các bạn nhé. Nhất là những bạn mà có hai cái phần hông ở ngay thắt lưng của chúng ta to thì các bạn nên tập bài tập này. Rồi, hít sâu và thở ra. Chúng ta sẵn sàng đổi bên tương tự. Đi. 1, 2, xoay. Xuống là thở, lên là hít. 2, 2, xoay, xoay, đi. 3, 2, xoay, xoay, lên. 4, 2, xoay, xoay và lên. 5, 2, xoay, cố lên nào. 6, 2, xoay, xoay và lên. 7, 2, xoay, xoay, lên. 8, 2, xoay, xoay, lên. 9, 2, xoay, xoay, lên. 10, đi, tiếp 5 lần cuối. 1, 2, xoay,
xuống là thở. 2, 2, tiếp, xuống thở nha. 3, 2, xoay, tiếp tục. 4, 2, xoay, lần cuối cùng. 5, 2, giữ lại. Thấp cái vai bên phải, ngực phải mình úp, tay chia sát vào đầu, khuỵu gối chân bên phải kiện gót. Hạ thấp vai, các bạn lưu ý động tác này chúng ta siết cái phần eo phía sau nha. 1, 2, 3, 4, 5 xuống nữa. 6, xoay thêm eo ra sau. Tiếp tục xoay, 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 giữ. Thôi, hít sâu và thở ra. Động tác tiếp theo các bạn nha. Ở động tác này chúng ta để hai tay ra sau gáy, mở căng từ tay sang hai bên. Nghiêng qua bên trái, hai nhịp các bạn thở ra. 1, 2, nhịp 3, 4, phối hợp tách chân bên trái kiển gót, hai tay duỗi đang thẳng nhấn sâu. Nhịp 5 trở về. Chúng ta sẽ làm lại, các bạn nhìn kỹ nha. 1 nè, 2, duỗi tay nhấn sâu kiển gót, 3, 4 và trở về. Mọi người sẵn sàng tập chưa? Bắt đầu. 1, 2, thẳng, thẳng, lên. 2, 2, thẳng, thẳng, lên. 3, 2, thẳng, thẳng, lên. 4, 2, thẳng, thẳng, lên. 5, 2, thẳng, thẳng, lên. 6, 2, thẳng, thẳng, lên. 7, 2, thẳng, thẳng, lên. 8, 2, thở, thở, hít. 9, 2, thở, thở, hít. 10, đi, tiếp tục xuống. 1, 2, thở, thở, hít. 2, 2, thở, thở, hít. 3, 2, thở, thở, hít. 4, 2, thở, thở, hít. 5, 2, giữ luôn các bạn. Hai tay mình đang thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước. Lưu ý chúng ta không xoay cổ mọi người nha. Rồi nhấp sâu xuống từng nhịp một, cảm nhận vào cái eo bên phải của chúng ta đang được kéo căng. Căng cả bắp tay, căng cả vùng hông và vùng bụng. Các bạn cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại. Hít thật sâu, thở mạnh ra, nhấn sâu xuống, giữ lại. Bây giờ chúng ta sẽ phối hợp tập cả eo sau. Thì cánh tay ở bên trái của mình lúc này sẽ hạ ra phía sau mông, mắt nhìn theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi, hít thở, chuẩn bị đổi bên, lặp lại động tác tương tự. Và chúng ta chuẩn bị đổi bên mọi người nhé. Hai tay mở rộng, căng thẳng tay sang hai bên. Nghiêng xuống hai nhịp. 1, 2, tách chân. 3, 4 và trở về. Bắt đầu. 1, 2, thẳng, xuống thở lên hít nhé. 2, 2, thở, thở, hít. 3, 2, thở, thở, hít. 4, 2, thở, thở, hít xong. 5, 2, thở, thở, hít xong. 6, 2, thở, thở, hít sâu. 7, 2, thở, thở, hít sâu. 8, 2, thở, thở, hít. 9, 2, thở, thở, hít. 10, đi, tiếp 5 nhịp cuối. 1, 2, thở, thở, hít sâu. 2, 2, thở, thở, hít sâu. 3, 2, thở, thở, hít sâu. 4, 2, thở, thở, hít sâu. 5, 2, giữ tay thẳng đan qua đầu, ngực ưỡn lên, bụng hóp vào, gồng chắc bụng. Hạ thấp vai bên phải xuống, các bạn nhìn kỹ nhé. Nhấp,
1, chúng ta đang kéo căng eo nè, bên trái, bụng nè, cánh tay nè, cố gắng, cố lên, nhấn sâu, hóp bụng vào, cố gắng lên, chuẩn bị giữ lại, hạ cánh tay bên phải ra sau, thấp xuống mông, mắt nhìn theo tay, thấp vai bên phải xuống, tay trên sát vào đầu nhất, chúng ta tập eo sau, 1, 2, 3, 4, xoay qua ấp cái ngực xuống, 5, 6, 7, 8, 9, thôi, hít thở, chúng ta chuẩn bị chuyển bài. Động tác cuối cùng của bài eo các bạn sẽ để hai tay sau gáy và chúng ta sẽ nghiêng qua bên trái giữ luôn. Lúc các bạn giữ như thế này, các bạn chịu khó kéo căng từ tay của mình xuống ha, kéo căng từ tay của mình sang hai bên. Rồi duỗi hai tay hít sâu, lòng bàn tay hướng vào nhau, co trở về thở, duỗi ra hít sâu, co thở, bắt đầu 1 2 tiếp 3 cố lên 4. Động tác này nhìn rất đơn giản, 5, nhưng khi các bạn tập eo chúng ta sẽ được kéo căng hết cỡ, 6 7 8 9 10. 5 lần nữa, 1 2 3 4 5, giữ luôn. Các bạn giữ lại, cảm nhận, hít thở đều, vươn dài, vươn dài, vươn dài người, căng theo tay và giữ thôi, nhấn sâu xuống, hạ hết vai. Các bạn cứ tưởng tượng chúng ta đang muốn dẻo vậy đó. Từ từ co lại và trở về cho thế chuẩn bị. Rồi, đợi bên mình nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nghiêng qua giữ nè, duỗi tay hít sâu và chúng ta co lại. Đi, 1, 2, ngực ưỡn, 3, các bạn lưu ý là ưỡn cái ngực ở bên dưới nhé, 4, ưỡn lên, để người chúng ta sẽ ngay lại, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 lần tiếp theo các bạn duỗi hít, co thở, 2, tay trên qua đầu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giữ lại, nhấn sâu, thở. Sau khi chúng ta đã tập xong bài eo thì các bạn cần đứng thẳng hai chân tách rộng và dần xoay cái eo của mình nhé. Xoay tròn eo, hít thở, thả lỏng người ra trước khi chúng ta đổi qua động tác tiếp theo. Quay ngược lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy thảm ra và chuyển bài tập mông và đùi thon. Hai tay chúng ta sẽ chống khuỵu xuống các bạn nha. Ở động tác này các bạn lưu ý nè, gối ngang rốn, khuỵu tay ngang ngực. Lưu ý nha, trong quá trình tập động tác này các bạn không đẩy vai lên xuống và cũng không võng thắt lưng, lưu ý. Rồi, duỗi chân trái ra. Đây là bài tập giúp cho cái mông của chúng ta cao hơn, tròn hơn và đùi thon gọn các bạn. Bạn nào đang muốn đùi thon thì các bạn không nên bỏ qua những cái bài tập có đá mông và đá chân như thế này. Nâng chân lên thở, hạ xuống hít không chạm sàn, bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp tục các bạn lên giữ chân cao, nhấp hai nhịp và hạ xuống, 1 2 xuống hít, lên thở, 2 2 lên thở ra nè, 3 2 cố lên, 4 2 và lên, 5 2 lên, 6 2 lên, 7 2 lên, 8 2 lên, 9 2 lên. Chúng ta giữ, các bạn giữ cao, nhấp 10 nhịp, 1
Tập mông đùi, mỏi mông, mỏi đùi là chuyện hết sức bình thường mọi người nhé. Cố gắng cao hơn. Cố gắng lên, hạ xuống không chạm sàn, mình lên nhấc tiếp 10 nhịp cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hạ không chạm sàn, lên nhấc tiếp 10 nhịp cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giữ lại. Thôi, hạ về, chúng ta sẽ mông ngồi trên gót chân. Chuẩn bị chuyển động tác đổi bên các bạn nha. Đổi bên mọi người nha. Tập chân còn lại, chúng ta từ từ duỗi chân ra. Các bạn lưu ý như Nhung đã nói, các bạn sẽ không có đẩy cái vai trong lúc đá và không có võng lưng lên xuống trong lúc đá. Thân trên hoàn toàn chúng ta giữ lại. Gối các bạn sẽ để ngang gối như thế này. Hãy quan sát kỹ thuật thật kỹ trước khi tập. Chất lượng sẽ tốt hơn là số lượng các bạn tập nhiều ha. Quan trọng là chất lượng chúng ta tập đúng. Nâng chân bên phải lên, thở ra, hạ về hít sâu. Bắt đầu. 1 2. Nhung biết có nhiều bạn bỏ qua những bài này lắm. 3, nhưng mà các bạn cố gắng lên nếu như muốn mông cao tròn và đùi thon. 5 6 7 8 9 10. Hai nhịp bắt đầu, chúng ta sẽ nhấp 1 2 và hạ. 2 2 3 2. Cố lên. 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10. Tiếp lên chúng ta sẽ nhấp 10 nhịp giữ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hạ không chạm, lên 10 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hạ không chạm, lên nhấp cao 10 nhịp cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cao và giữ luôn. Thôi, hạ về mông ngồi trên đó. Và thở ra. Chúng ta sẽ đẩy lưng kéo giãn, hít sâu. Đẩy người thẳng tay, nhả vai ra sau, không ngả cổ. Lên. Chúng ta sẽ đẩy lưng kéo giãn, bắt đầu lên. Hít sâu, thả lỏng người ra. Ngả vai chứ chúng ta không ngả cổ nhé. Hạ về, mông trên gót, ấn ngực xuống. Lên, hít. Hạ về, mông chân gót, ấn ngực sát xuống. Lên. Các bạn lưu ý nhớ trả lưng lại nha. Hạ. Lên. Hạ. Và lần cuối, lên giữ. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua tập bụng dưới mọi người nha. Các bạn hít thở đều trước khi chúng ta chuyển qua bài bụng nha. Có rất nhiều người tập bài bụng này mà các bạn hay bị đau lưng. Đau lưng là do cơ bụng các bạn yếu. Và các bạn tập, các bạn không quan sát kỹ cái kỹ thuật của động tác. Khi chúng ta tập bụng, các bạn cần quan sát kỹ thuật của động tác cho thật kỹ nhé. Nếu như 1-2 ngày đầu các bạn đau lưng thì đó là cái hiện tượng khi các bạn mới tập, cơ bụng của chúng ta chưa khỏe. Các bạn đau lưng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà khi các bạn tập quen dần thì chúng ta phải chịu khó khắc phục tình trạng đau lưng đó bằng cách chúng ta quan sát thật kỹ cái kỹ thuật động tác cho mỗi lần tập mọi người nha. Rồi, hai chân của chúng ta khép, hai tay mình để sát vào đùi, úp lòng bàn tay lại sát vào đùi luôn. Các bạn hãy lưu ý và quan sát động tác kỹ thuật cho thật kỹ. Đầu tiên chúng ta sẽ nâng chân bên trái lên vuông gốc. Các bạn thở ra, vuông gốc là chỉ ngang rốn. Tiếp theo các bạn sẽ thêm chân phải lên luôn. Khi hai chân đã gặp nhau, các bạn từ từ hạ hai chân xuống, hít sâu, chúng ta gồng bụng này. Không chạm, chân không chạm sàn và đổi bên. Thở ra, tiếp tục thở ra và hai chân hạ xuống, không chạm sàn.
Các bạn cứ làm từ từ thôi. Chân bên trái, chân bên phải, hai chân xuống. Đỏ đen, chân bên phải, chân bên trái, hai chân xuống. Chúng ta bắt đầu tập 1, 2 và đỡ bên. Thở, thở, hít sâu. Thở, khi xuống chân không chạm sàn. Bạn nào mới các bạn chạm sàn vẫn được nha. Tiếp tục, cố gắng. Lên, đây là bài tập dành cho bụng dưới. Cố lên. Thở, thở, hít sâu. Thở, thở, hít sâu. Tiếp tục. Thở, thở, hạ không chạm sàn. Các bạn giữ chân, hai chân co vuông góc kéo vào ngực, duỗi ra không chạm sàn. Hít. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình cứ coi chân rút vào ngực. 9, 10. Hai chân duỗi thẳng. Các bạn lên chân 90, vuông góc hai chân 1 và xuống. 2, xuống. 3, vuông góc và xuống. 4, chúng ta chỉ lên chân ngang rốn của mình là được. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nên các bạn giữ đây, hai tay mình để ra sau gáy, nhấc phần vai lên, mắt nhìn vào bụng, đánh dọc chân biên độ rộng. 1, 2, mắt luôn nhìn vào bụng, cổ người lên, dở vai, khác với lại các bạn chỉ ngóc cổ không nhé, dở cả vai lên. Đúng rồi, chân trái giữ, tay phải chạm gối trái, chạm gối trái, đổi bên, kéo chân vào, đi. 1, 2, 3, 4, 5. Bài tập này chúng ta đang tập cho nhóm cơ bụng chéo và vùng eo các bạn được trông đẹp và sát hơn các bạn nha. Cố gắng không nên bỏ qua bài tập này, rất quan trọng luôn. Cố lên. Cố gắng. Qua bên trái giữ. Đỡ bên. Hít thở. Bây giờ chúng ta sẽ thư giãn. Bài tập của chúng ta đã kết thúc rồi. Nâng hai tay qua, hít sâu. Hạ thở. Hít. Thở. Hít sâu. Thở. Hít. Thở ra. Rồi, các bạn sẽ nghiêng người qua bên trái, từ từ ngồi dậy. Bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Cảm ơn chị Thanh Ngọc rất là nhiều. Chị Thanh Ngọc của chúng